Thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin đọc tiếp cuốn sách Dấu giày Vatican trên quê hương tôi của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Thì chúng tôi hôm trước, clip trước chúng tôi đọc tới chương thứ 9. Hôm nay chúng tôi hôm trước đọc hết chương thứ 8, thì hôm nay đọc tới chương thứ 9. Những con số nạn nhân bị giáo hội La Mã và bạo quyền Tây Sai tàn sát. Những con số nạn nhân bị giáo hội La Mã và bọn quyền Tây Sai tàn sát. Cho đến nay, thời điểm 2021, các nhà viết sử đều đồng ý với nhau là con số nạn nhân ở miền Nam Việt Nam bị bạo quyền đạo Việt Ngô Đình Diệm tàn sát lên đến hơn 300 triệu. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy sách Deception and Mind được phát hành vào năm 1975. Sử gia Lloyd Graham nói rõ hơn con số nạn nhân bị giáo hội La Mã sát hại lên tới 250 triệu. Bản văn trích dẫn trong sách này đã được ghi lại trong chương 2 ở trên. Con số nạn nhân bị giáo hội La Mã và các chính quyền đạo Việt Tây Sai của giáo triều Vatican tàn sát được chia ra làm hai loại. Một loại do chính giáo hội La Mã trực tiếp gây nên bởi việc A. Phát động các cuộc chiến thập tự được tiến hành vào cuối năm 1088 trong thời giáo hoàng Urban thứ hai, năm 1088 đến năm 1099, kéo dài tới năm 129 mới chấm dứt, và B. Thiết lập các tòa án xử lý dị giáo vào năm 1232. Các tòa án ác ôn này hoạt động kể từ năm đó đến giữa thế kỷ 16 mới chấm dứt ở các quốc gia theo hệ phái Tin Lành như ở Đức và nhiều nước Âu Châu khác. Ở Pháp chấm dứt vào khi cách mạng Pháp bùng nổ vào tháng 7 năm 1789. Nhưng ở Tây Ban Nha, các tòa án giết người này còn hoạt động đến năm 1820. 2. Loại do các ngụy quyền đạo Việt Cato Tây Sai của giáo hội và tín đồ cuồng tín tại các quốc gia địa phương gây ra. Trong thực tế, cả hai loại nạn nhân bị tàn sát này đều do giáo hội La Mã chủ trương cả. Trong đó một phần là ảnh hưởng từ cựu ước kinh như đã trình bày ở trên, một phần là do ảnh hưởng các thánh lệnh hay sắc chỉ nặng tính cách ăn cướp và các triều đại trong giáo triều Vatican ban hành trong thế kỷ thứ 15. Tiêu biểu cho các thánh lệnh ăn cướp này là thánh lệnh Romanus Pontificus do giáo triều Vatican ban hành vào ngày 8 tháng 1 năm 1854 trong thời giáo hoàng Nicholas thứ năm, năm 1447 đến năm 1455. Đã có nói chương giảng nhập phần 5 đạo Kitô Do Thái biến thành giáo hội Kitô La Mã, một phần là do bản chất hung hãn, hiếu chiến, hiếu sát, khát máu trong tư duy cũng như trong ngôn ngữ và trong hành động của các con chiên Cato được giáo triều Vatican đã cấy vào trong đầu óc chúng qua chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ, khiến cho chúng trở thành những bạo chúa hung dữ, khát máu, ưa thích tàn sát những người thuộc các tôn giáo khác khi họ có quyền lực trong tay. Điển hình là trường hợp con chiên Ngô Đình Diệm được sử gia Bernard Buffon đã nói rõ như sau: tính hiếu chiến của ông Ngô Đình Diệm thuộc loại như thế này, lòng tin đạo đã biến ông ta thành con người hiếu chiến đến độ tàn nhẫn như một vị đại pháp quan của tòa án dị giáo trong thời Trung Cổ ở Tây Ban Nha. Quan điểm của ông ta về chính quyền là hình ảnh của một mà bạo chúa, theo truyền thống quan lại phong kiến hơn là hình ảnh của một mà tổng thống, theo hiến định của một nước Cộng Hòa. Một người Pháp theo đạo Kitô La Mã khi nói chuyện với ông ta cố ý cao giọng
những tiếng tín ngưỡng của chúng ta, thì ông ta thản nhiên trả lời rằng: ông biết mà, tôi tự coi tôi như là một tín hữu Kitô La Mã, giống như người Kitô Tây Ban Nha. Thế có nghĩa ông ta là một đứa con tinh thần của giáo hội La Mã, với niềm tin hung hãn, dữ tợn và hiếu chiến hơn là một tín đồ dễ dãi và khoan dung giống như người Pháp theo đạo Kitô La Mã. D. Một phần là do lòng ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, lấn lướt, háo thắng, háo sát, khát máu, do chính sách ngu dân, do giáo triều Vatican chủ trương đào tạo giáo dân thành hạng người mà linh mục Trần Tâm Tĩnh nói là những tên sát nhân cuồng nhiệt. Trần Tâm Tĩnh, Thập Giáo và Lưỡi Gươm, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, năm 1988, trang 104. Chính vì những ác tính này mà trong lịch sử giáo hội La Mã mới có những vụ thanh toán tàn sát lẫn nhau để tranh thắng hay độc chiếm quyền lực. Vấn đề này sẽ được nói rõ ở phần sau. Về tổng số con số nạn nhân bị tàn sát giáo hội La Mã gây ra và các bạo quyền đạo Việt Cato tại các quốc gia địa phương chủ trương được sách Deception and Might of the Bible nói rõ nơi 463 và đã được ghi lại trong chương 1 ở trên. Họ là những nạn nhân A. bị tàn sát trong các cuộc chiến thập tự trong những năm 1088 đến năm 1291 do giáo triều Vatican chủ trương và bởi bàn tay của các tòa án xử dị giáo cũng do Vatican chủ trương. Và B. bị các chính quyền của các bạo chúa Kitô tàn sát ở Âu Châu trong thời Trung Cổ, ở các thuộc địa của các đế quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ, tại khắp các lục địa châu Phi, Mỹ Châu, Đại Dương Châu và châu Á, từ giữa thế kỷ 15 cho đến giữa thập niên năm 1990. Con số nạn nhân này sẽ được nói rõ trong chương 8 có tựa đề là Hủy diệt nền văn minh nhân loại và những thành tích tàn sát lương dân. Cũng nên biết sách là Tyran History của sử gia Nigel Cawthorn liệt kê 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử nhân loại từ thời thượng cổ cho đến khoảng cuối thế kỷ 20. Trong số 100 tên bạo chúa độc ác độc này, bỏ ra không tính 15 tên thuộc về thời tối cổ. Lúc đó giáo hội La Mã chưa ra đời. 85 tên còn lại thuộc về thời kỳ từ đầu thời Trung Cổ cho đến ngày nay. Trong số 85 tên bạo chúa này, có tới 63 tên tín đồ Kitô theo phần trăm là 74,12%. Những vụ tàn sát lương dân và tàn sát lẫn nhau trong Kitô giáo, sách sử cho thấy rằng giáo hội La Mã không những đã gây nên các hàng chục rặng núi tội ác chống lại nhân loại trong gần 2.000 năm qua, mà còn có cái lò sản xuất những tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Vì thế mà những cuộc tàn sát lương dân hay những người khác tôn giáo, những người dưới quyền bị nghi ngờ là không tin tưởng và tín lý Kitô hay không tuyệt đối trung thành với giáo hoàng, và những người dám nói lên những việc làm bất chính, bất lương, bất nhân, bất nghĩa của giáo hội La Mã hay các bạo quyền đạo Việt Cato đều bị sát hại nếu bị chúng bắt được. Dưới đây là những vụ các nạn nhân bị giáo triều Vatican sát hại. Con số nạn nhân bị các bạo quyền đạo Việt Cato tại các địa phương sát hại. Con số nạn nhân bị giáo triều Vatican sát hại. A1. Vụ tắm máu tàn sát những tín đồ Kitô Do Thái xảy ra sau khi hội nghị Nicea khởi nhóm vào ngày 20 tháng 5 năm 325. Con số nạn nhân trong vụ tắm máu này được sách sử nói rõ như sau. Năm 340, đế quốc La Mã tiêu diệt hết các giáo phái Kitô đi ngược lại các giáo điều của hội nghị Nicea do hoàng đế Constantine triệu tập vào năm 325 và chính thức đặt tên cho giáo hội Kitô mới của toàn đế quốc là Công giáo. Tiếng Latin là Catholic, tiếng Hy Lạp là Catholicos, có nghĩa là tôn giáo của hoàng cầu.
Tất cả mọi người thờ Chúa đều phải quy tụ trong một hệ thống thiêng liêng, đặt dưới quyền cai trị của giáo hoàng La Mã. Bất cứ ai không phải là thành viên của giáo hội đều bị vứt bỏ ra khỏi cuộc đời này, và điều quan trọng hơn là bị vứt bỏ ra đời sau. Đây là một lệnh cưỡng bức toàn dân thuộc đế quốc phải theo đạo Công giáo. Mọi người chống đối đều bị giết. Riêng những người Kitô thuộc giáo phái Arius bị giết trên 3.000 người. A2, ghê gớm hơn nữa, giáo triều Vatican còn quyết tâm diệt tận gốc, tróc tận rễ những tín đồ Do Thái cho đến khi họ bị tận diệt. Sự kiện này được sách The Link and Fall of the Roman Church ghi nhận như sau. Họ cố gắng để tồn tại cho đến mấy chục năm đầu của thế kỷ thứ 5, rồi thì họ biến mất từ người một. Một số thì nhập vào giáo hội La Mã, luôn luôn là tư cách cá nhân. Không bao giờ có trường hợp cả cộng đồng hay toàn thể các nhà thờ Kitô Do Thái. Một số khác lẫn vào trong khối người theo nghi lễ mới của giáo hội Đông Phương, người Syriac, người Assyrian, người Hy Lạp, người Armenian. Nhưng rất nhiều người đã chết vì lưỡi gươm của quân lính La Mã truy lùng họ như những hạng người sống ngoài vòng pháp luật, chết đói vì bị tước đoạt mất ruộng đất để sinh nhai và không thích nghi được với cuộc sống ở các nơi đô thị. Một yếu tố khác nữa là sinh suất của họ lại giảm xuống tới số 0 vào khi tiêu sử của ông Giêsu khác hẳn với phúc âm được viết bằng tiếng Trung Hoa và lưu hành ở Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 7, thì không còn tín đồ Kitô Do Thái tồn tại nữa, và dòng dõi bà con Chúa cũng không còn nữa. Khắp mọi nơi, giáo hoàng La Mã đều ra lệnh phải tôn trọng và hành xử quyền hành. A3, con số nạn nhân bị tàn sát trong gần 200 năm thập tự chiến, cuộc chiến tôn giáo này là do giáo hoàng Urban II 1088-1099 phát động vào năm 1095, đem quân lính Cato tiến vào vùng Cận Đông tàn sát các dân tộc theo đạo Hồi và chính thống giáo, rồi tiến vào miền Nam nước Pháp tàn sát giáo phái Cathari cũng thờ ông Giêsu nhưng không chịu khuất phục giáo hội La Mã. Nói về những hành động tàn sát người cực kỳ dã man được, nhỏ sử gia Malachi Martin ghi nhận như sau. Một chế độ quân phiệt ra đời, các nước có người cầm quyền là tín đồ của giáo hội La Mã phải được bảo vệ bằng những tín đồ của giáo hội La Mã. Quân thập ác phải tiến hành những cuộc thánh chiến và chiến tranh là nhiệm vụ thần thánh tàn bạo đối với những kẻ thù của Chúa Giêsu ở trong hay ở ngoài các vùng đất do giáo hội La Mã kiểm soát là sự trả thù của Thượng Đế. Vị tướng chỉ huy chiến dịch tiêu diệt dân tà giáo tuyên bố bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, chức vụ lớn hay nhỏ, trước lưỡi gươm họ đều như nhau. Hiệp sĩ ngoan đạo Gia Tô tên là Roland khi chỉ huy đạo quân tiêu diệt người Mót Hồi giáo đã hô lớn khẩu hiệu tà giáo là những người xấu xa, tín đồ Gia Tô là những người công chính ngay thẳng khi tiến tới bao quây kinh thành Jerusalem. Những người lính thập ác trong cuộc chiến thập ác thứ nhất hăng say với niềm tin rằng thiên thần đại diện cho Chúa đang chiến đấu bên cạnh họ. Thành tích của họ là 17.000 dân Hồi giáo bị tàn sát dưới lưỡi gươm của họ ở ngay nơi đền thờ Solomon, và tất cả những người Do Thái ở trong các giáo đường đều bị thiêu sống. B nhỏ, sách Công giáo chính sử nói rõ tổng số nạn nhân bị tàn sát suốt trong thời thập tự chinh như sau. Tín điều về sự đầy đọa vĩnh viễn là tín đồ của những kẻ ác ôn. Hãy nghĩ tới hàng ngàn trẻ con và những người vô tư mà đời sống của họ chất đầy ảm đạm.
Những giáo lý này phải trải phủ trái đất với những đống xương vàng của người dị giáo và học giả. Chúng ta thấy sự đàn áp ngoại đạo của Constantine Clovis Justinian, Theo Đa Sút và Chakla Magin. Chúng ta thấy những cuộc thánh chiến, trong đó có tới 20 triệu người bị giết. Chúng ta thấy sự tàn sát bừa bãi đàn ông, đàn bà, trẻ con ở Jerusalem bởi Godfrey. A lớn 4, con số nạn nhân bị các tòa án dị giáo sát hại trong thời kỳ các tòa án dị giáo của Tây Ban Nha hoạt động năm 1232-1820 là 68 triệu. Chỉ nội trong một thời kỳ thi hành chương trình Inquisition ở Tây Ban Nha, giáo hội La Mã đã tra tấn, gây thương tật và sát hại là 68 triệu người. Và nhiều nạn nhân này cũng là những người Thiên Chúa giáo tin tưởng vào Thánh Kinh. Ngoài con số 68 triệu nạn nhân trên đây, còn bao nhiêu chục mà 200 triệu nạn nhân khác nữa ở ngoài tầm tay của chính quyền Tây Ban Nha, nhưng vẫn nằm dưới ách thống trị bảo tàng của giáo triều Vatican, mà chúng ta chưa biết được nhờ việc kho mật hàm của giáo hội La Mã Vatican mới được mở cho các nhà viết sử đến tham khảo. Trong tương lai gần sẽ có những ấn phẩm mới nói về chuyện này. Khi đó nhân dân thế giới sẽ được biết rõ hơn về mức độ tàn ác của giáo triều Vatican, cũng như toàn thể mọi thành phần trong giáo hội La Mã dã man như thế nào. Thứ hai, các vụ tắm máu do các vụ thanh toán lẫn nhau vì tranh giành quyền lực của đấng chủ chăng, do các ngụy quyền đạo Việt khi họ có vũ khí trong tay hay dựa thế quyền lực của nhà nước đã gây ra các cuộc tắm máu như sau. 1. Con số nạn nhân bị chế độ đạo Việt Cato Lodi Mary sát hại tại Anh Quốc trong những năm 1553-1558. Chúng ta biết rằng ngày nay đại khối dân tộc Anh theo Anh giáo hoàn toàn biệt lập với giáo triều Vatican, tức giáo hội La Mã. Đây là một sự thật của lịch sử. Tuy nhiên, trước khi đi đến tình trạng này, nhân dân Anh cũng trải qua một thời kỳ khốn đốn với nhà cầm quyền cuồng tín muốn Cato hóa toàn dân Anh bằng bạo lực. Dưới đây là những bản văn lịch sử nói về những bà nữ bạo chúa Lodi Mary cùng với phe cánh con chiên Cato cuồng đạo của Vatican sử dụng bạo lực cưỡng bách nhân dân Anh phải theo đạo Cato. Sử gia Thomas này viết: Mary đã được khuyến cáo là nên đối xử tử tế với những người đã bỏ đạo Cato, nhưng vây cánh bên cạnh bà vô cùng quá khích, cương quyết chống lại những người tà giáo. Trong thời gian 5 năm tại vì của bà, có tới khoảng 300 người bị hành hình vì tín ngưỡng của họ khác với đạo Cato. Thực ra nữ hoàng Mary không tệ hơn các nhà cầm quyền đồng thời với bà, nhưng vì chính sách bách hại những người khác tôn giáo của bà gây nên cuộc phản kháng chống lại bà và chống lại đạo Kitô La Mã. Các nhà viết sử đặt cho bà biệt danh là Bloody Maria, mụ Mary khát máu. 2. Con số nạn nhân người Pháp Tin Lành bị bọn con chiên Cato sát hại trong những cuộc quân thập tự Pháp tấn công những tín đồ Tin Lành trong các thế kỷ 16 cho đến ngày 26 tháng 7 năm 1830. Ngày chế độ đạo Việt Cato Charles thứ 10 bị nhân dân Pháp vùng lên đập đổ, không ai biết rõ con số nạn nhân trong thời gian này là bao nhiêu triệu. Chỉ nội trong đêm 22 tháng 8 năm 1572 đã có hơn 8.000 người bị sát hại. Chuyện giả mang này được sách Smokren này ghi lại như đã nói ở chương 6, chuyện tàn sát đẫm máu ở nhà thờ Bartholomew. 3. Con số người Phi Châu bị tàn sát và bị bắt đem sang Mỹ Châu bán làm nô lệ cho bọn thực dân người da trắng.
Cho đến ngày nay không ai biết rõ có bao nhiêu triệu người dân Phi Châu bị tàn sát và bị bắt cóc đem sang Mỹ Châu bán làm nô lệ cho người da trắng ở Mỹ Châu. Trong những năm gần đây, các học giả mới tìm ra con số nạn nhân bị bắt đem đi bán cho người ta làm nô lệ ước chừng là 60 triệu. Sự kiện này được sách Công giáo trên bờ vực thẳm ghi lại như đã nói ở chương 7. 4. Con số người da đỏ bị tàn sát và bị bắt làm nô lệ, cho đến nay người viết chưa tìm thấy con số đích thực là có bao nhiêu triệu người da đỏ bị sát hại và bị cưỡng bách làm nô lệ cho các chủ nhân ông người da trắng ở Mỹ Châu. Trong bài viết tản mạn về ngày lễ tạ ơn đăng trên sách hiếm ngày 17 tháng 11 năm 2007, giáo sư Trần Trung Ngọc cho biết con số người da đỏ ở Bắc Mỹ trong vòng 270 năm tính từ năm 1620 giảm từ 15 triệu xuống còn có 250 người, bị giảm đi mất 14 triệu 750 người. Dưới đây là đoạn văn trong bài viết trên đây nói về thảm trạng này. Tại sao Mỹ lại có ngày lễ tạ ơn Thiên Chúa? Đó là vì cách đây vài trăm năm, những người Anh đầu tiên đến vùng Philo Remote, tiểu bang Massachusetts, đã thoát được nạn đói mùa đông năm 1620 đến năm 1621, tin rằng Thiên Chúa đã giúp họ, cho nên họ đã đọc kinh cầu nguyện để tạ ơn Thiên Chúa. Thực ra chính dân da đỏ đã cung cấp thức ăn cho họ trong mùa đông đó, và sau khi lấy lại sinh lực dựa trên ưu thế của súng ống trên cung tên, họ đã trả ơn người da đỏ bằng cách đi cướp hết đất đai của người da đỏ và thi hành chính sách diệt chủng đối với người da đỏ và cưỡng bách người da đỏ phải theo cái đạo cao quý cầm đầu bởi Chúa lòng lành vô cùng của họ. Từ đó cho đến năm 1890, trong vòng 270 năm, những con cái của Chúa đã giảm dân số dân da đỏ từ 15 triệu xuống còn dưới 250.000, biến miền đất phì nhiêu của dân da đỏ thành tân thế giới của người da trắng. Do người da trắng tìm ra, nhiều người da đỏ ngày nay nuốt nước mắt không biết làm gì hơn là uống rượu để giải sầu. A5. Con số nạn nhân bị sát hại do những cuộc chém giết thanh toán lẫn nhau để giành chiếm ưu thế và ngôi vị giáo chủ trong suốt chiều dài lịch sử từ năm 325 cho đến ngày nay, không ai biết chắc con số nạn nhân này lên đến bao nhiêu triệu người. Xem nhà sách nơi trang 21, sách The Pope. Chúng tôi thấy có tới 39 ngụy giáo hoàng, một Hippolytus năm 217-235, Novatian 251-258, Philip 2 355-365, Ucinus 366-367, Eulalius 418-419, 6 Lauren 498-506, 7 Diocot 530, Theodore 687, Baston 687, Constantine 767-768, Philip 768, Gian 844, Anastasius 855, Christopher 903-904, Gioan thứ 16 997-998, Gioan thứ 16 997-998, George thứ 6 1012, Benedict thứ 10 1058-1059, 19 Honorius 2 1061-1064, 20 Lemmen 2 1080-1100, 21 Theodoric 1100
1101, 22 Albert 1101, 23 C. Victor thứ tư 1105, 1111, George thứ 8 1118, 1121, 25 Silitin 2 1124, 26 Anak Litut 2 1130, 1138, 27 Victor thứ 4 1138, 28 Victor thứ 4 1159, 1164, 29 Bachchan thứ 3 1164, 1168, 30 Conlitut thứ 3 1168, 1178, 31 Innocent thứ 3 1179, 1180, 32 Nicolas thứ 5 1328, 1330, 33 Lin Min thứ 7 1378, 1394, 34 Benedict thứ 13 1394, 1423, 35 Alexander thứ 5 1409, 1410, 36 Yuan 23 1410, 1415, 37 Lemen thứ 8 1423, 1429, Benedict thứ 14 1425, 1430, 39 Felix 1439, 1449. Đó, 39 Ngụy Giáo Hoàng đó. Lịch sử giáo hội La Mã có tới 39 ông Ngụy Giáo Hoàng, tức là có tới 39 lần các ông mang chức thánh cao cấp nhất trong giáo hội chia thành hai tay, ba phe đảng. Mỗi phe xưng hùng xưng bá và chiếm cứ một vùng, thành lập giáo triều riêng, tự xưng là chính thống, gọi đối phương là ngụy, rồi phát động những chiến dịch tấn công các phe thù địch và những thành phần đối kháng y hệt như tình trạng A. Việt Nam ta vào thời thập nhị sứ quân trong thế kỷ thứ 10, Nam Triều Bắc Triều năm 1533-1592, hay Trịnh Nguyễn Phan Tranh 1627-1775. B. Trung Quốc trong thời Xuân Thu Chiến Quốc năm 722-497 và thời Đông Chu Liệt Quốc từ khoảng năm 476 đến 221 trước Tây Lịch. Ở Trung Quốc trước khi quốc gia này được nhà Tần Thủy Hoàng thâu tóm các tiểu quốc trong thời kỳ này thành nước Trung Hoa, thống nhất dưới quyền thống trị của nhà Tần năm 221 đến 207 trước Tây Lịch. Tình trạng tranh giành quyền lực và ngôi vị trong giáo triều Vatican như trên giúp cho các nhà sử học có những bằng chứng hùng hồn cho mọi người thấy rằng hầu hết các giáo hoàng trong giáo hội La Mã cũng như tất cả viên chức chính quyền Vatican được gọi là đại diện Chúa ở các giáo khu và giáo phận tại các quốc gia hay địa phương đều là những tên đạo đức giả chống giống như Nhạc Bất Quần và đều có: 1. A. Máu thèm khát quyền lực, và B. đầy những ác tính tàn nhẫn, sát hại lẫn nhau một cách cực kỳ man rợ, giống y hệt những hành động cực kỳ dã man mà chúng tôi đã trình bày trong phần trên trong chương sách này. Rõ ràng trong lịch sử giáo hội ít nhất là có tới 39 lần các ngài mang chức thánh trong hàng giáo sĩ cao cấp trong hệ thống quyền lực trong Kitô giáo chia phe lập đảng, chém giết và thanh toán lẫn nhau để tranh giành ngôi vị. Mấy bản văn lịch sử dưới đây trích ra từ sách Vicar of Church cho chúng ta thấy rõ sự kiện này. Khi có cuộc họp của một số đông các tu sĩ của giáo hội La Mã thì địa điểm nhóm họp phải là nơi gần sông hay hồ lớn để luyện xác người bị thanh toán xuống đó. Hồ Content đã tiếp nhận tới hơn 500 xác người bị thanh toán. Con sông Rin cũng là nơi tàng chứa rất nhiều bí mật. Cũng trong sách này, nơi trang 11 có đoạn văn sau đây: họ băng qua con sông Thái Bờ,
con sông mà các trong nhiều thế kỷ đã được sử dụng vừa làm cống rãnh tiêu thụ rác rưởi của kinh thành Rome, vừa làm mồ chôn người không chính thức. Có lẽ ngoài Trung Hoa ra, Thay Bờ là con sông có nhiều xác người nhất bị nhận chìm trong một ngày. Sáng hôm nay, dòng sông này lờ đờ mang màu xám giống như màu áo của một giáo sĩ Franciscan. Nơi trang 38, sách này viết: sự thù nghịch bộc phát thành những cuộc chiến đấu đá nhau thường xảy ra vào khi có giáo hoàng qua đời. Thí dụ, khi giáo hoàng Liberius 352-366 chết vào năm 366, giáo triều chia làm hai phe, mỗi phe chọn một người của phe mình lên kế vị. Ucinus là giáo hoàng của một phe, Damasus là giáo hoàng của phe khác. Sau khi đánh nhau ở ngoài đường phố, phe Ucinus yếu thế chạy vào trong nhà thờ Mary Major, thường gọi là thánh đường Đức Bà Bạch Tuyết, rồi đóng cửa lại tử thủ. Phe Damasus tiến tới trèo lên nóc nhà thờ đục lỗ, rồi dùng ngói và đá liệng xuống tấn công phe Ucinus. Đồng thời, một toán khác của phe Damasus tấn công vào trong qua cửa chính. Khi lọt được vào trong, hai bên đã sức chém giết lẫn nhau liên tiếp trong 3 ngày, cuối cùng có tới 137 xác chết. Khiêng ra ngoài, tất cả xác này đều là người của phe Ucinus. Ucinus bị bắt cho đi sống lưu vong, nhưng tội ác ở trong thánh đường Mary Major cho là vết nhơ nhất của thời giáo hoàng Damasus mãi mãi vẫn còn ghi trong sách sử. Vì giới hạn của chương sách này, chúng tôi chỉ nêu lên một số vụ tắm máu do chính giáo triều Vatican chủ trương và chủ động. Chúng tôi ghi lại khá đầy đủ trong chương 8, hủy diệt nền văn minh nhân loại và những thành tích tàn sát lương dân. Về những cuộc tắm máu do các ngụy quyền đạo Phiệt Cato tay sai của giáo triều Vatican và do các con chiên cuồng tín tại các quốc gia địa phương đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong phần 3, những hành động bạo ngược và dã man của nhà thờ Vatican và tín đồ Cato. Chương 13, những việc làm sáng danh Chúa của giáo hội La Mã, sách tâm thư gửi nhà nước Việt Nam. Đó là hết chương thứ 9. Coi thấy chương thứ 10 nó dài hay không. Chương thứ 10 ngắn. Chương thứ 10, những con số nạn nhân bị giáo hội La Mã và bạo quyền tay sai tàn sát tiếp theo. A6, con số nạn nhân bị chế độ đạo Phiệt Cato Enter sát hại trong những năm 1941-1945, chế độ đạo Phiệt Cato này đã sát hại khoảng từ 700.000 đến 800.000 người trong những chiến dịch làm sáng danh Chúa. Hầu hết nạn nhân là tín đồ Do Thái giáo, Chính thống giáo và Hồi giáo. Sự kiện này được sử gia Alvaro Manhattan ghi lại trong cuốn The Vatican Holocaust như sau: trong thời kỳ Croatia là quốc gia độc lập và lấy đạo Cato làm quốc giáo, có trên 700.000 đàn ông, đàn bà và trẻ em bị giết hại. Nhiều người bị hành hình, bị tra tấn, bị bỏ cho chết đói, bị thiêu sống cho đến chết. Hàng trăm người bị cưỡng bách phải theo đạo Cato. Thiên Chúa La Mã, các ông linh mục của giáo hội La Mã làm quản giáo tại các trại tù tập trung. Nhiều tu sĩ khác của giáo hội đã là sĩ quan trong các đơn vị quân đội đã phạm tội ác tàn bạo. 700.000 trong tổng số dân có mấy triệu người, tức là khoảng 1/3 dân số, bị các đoàn lính dân quân Cato giết hại. Trong tác phẩm Việt Nam We Did Vigo, tác giả viết: Enter Pavelic, người lãnh đạo mà cũng là những người chủ mưu và tạo nên quốc gia Croatia độc lập theo đạo Cato, ông ta đã dùng chính sách khủng bố cũng như tinh thần cực đoan về chính trị
và lòng cuồng đạo với tất cả những tàn bạo hơn cả hai nhà độc tài bảo trợ cho ông ta là Benito Mussolini và Adolf Hitler. Trước khi nước Nam Tư bị phân hóa, ông ta là người chủ mưu trong vụ sát vua Alexander của nước Nam Tư và các vụ giết hại các nhà chính trị khác. Nhờ vậy mà ông ta đã tạo nên một quốc gia Utaci Protia độc lập siêu ca tô giáo và thiết lập một chế độ độc tài siêu hơn. Cả chế độ độc tài Đức Quốc xã, ông ta được giáo hoàng Pio thứ 12 che chở và giúp đỡ bằng phương tiện ngoại giao và tài chính nhằm để đạt được cứu cánh của giáo hội La Mã. Khi quốc gia Utaci Protia sụp đổ vào đầu năm 1945, Pavelis chạy vào ẩn trốn ở trong tòa thánh Vatican, rồi giả dạng như là một tu sĩ. Sau đó ông ta trốn sang nước Á Căn Đình. A7, con số nạn nhân bị chế độ đạo Việt gia tô Ngô Đình Diệm sát hại trong những năm 1954 đến năm 1963. Cho tới nay đã có một số nhà viết sử công bố con số nạn nhân đích thực bị chính quyền đạo Việt gia tô Ngô Đình Diệm sát hại trong những năm 1954 năm 1963. Thế nhưng con số lương dân bị các ông tu sĩ lãnh chúa và bọn con chiên cuồng đạo nắm giữ những chức vụ chỉ huy trong chính quyền tại các địa phương và trong các đơn vị quân đội ở miền Nam trong những cuộc hành quân trong thời năm 1954 năm 1975 đã phóng tay tàn sát những người không phải là tín đồ Cato thì chưa có sách sử nào công bố. Trước khi nói đến con số nạn nhân bị ngụy quyền Ngô Đình Diệm giết hại và cầm tù, thiết tưởng chúng ta phải nên nhớ lại lời ông Ngô Đình Nhu, em ruột của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cũng là người nắm quyền chủ chốt thi hành kế hoạch Inquisition tại Việt Nam thời bấy giờ, đã từng tuyên bố: tôi có cả một chương trình đã bàn tính kỹ với Đức Tổng Giám Mục Thục, là ông Ngô Đình Thục, là sẽ lần hồi tiến đến chỗ mà hội truyền giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt tới. Còn chúng ta chỉ cầm quyền 10 năm thôi là cả miền Nam này sẽ theo đạo Công giáo hết. Lời tuyên bố trên đây cho chúng ta thấy rõ cái mức độ tàn ác trong chính sách Cato hóa của bạo quyền Ngô Đình Diệm. Tàn ác như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi mấy bản văn lịch sử dưới đây do các nhà viết sử ghi lại thì sẽ rõ. A nhỏ, trước hết chúng ta hãy theo dõi bản văn do Linh Mục Trần Tâm Tĩnh viết. Mùa hè năm 1955, Ngô Đình Diệm tung ra chiến dịch tố cộng qua luật 1 tháng 10 năm 1959. Ông đã lập các tòa án quân sự đặc biệt như một bộ máy đàn áp. Luật này kết án tử hình và phải thi hành trong vòng 3 ngày. Khỏi có quyền bào chữa tất cả những người cộng sản, những người có quan hệ với cộng sản, những chiến sĩ yêu nước chống Pháp, cả cha mẹ và bạn bè của họ, tất cả những bị cáo được xem là phạm đến an ninh quốc gia. Các cuộc càn quét đã dẫn về hàng ngàn tên đỏ, từ nay gọi là Việt Cộng, và nhiều người trong đó đã bị giết. Trong lĩnh vực này, tài liệu bí mật của Lầu Năm Góc Bộ Quốc phòng Mỹ cũng giống như những gì do chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phổ biến đó. Suốt thời gian qua, cái gọi là chiến dịch tố cộng được tung ra vào mùa hè năm 1955. Từ 50.000 đến 100.000 người đã bị nhốt vào ngục. Nhưng như báo cáo đã nói, phần lớn những kẻ bắt giam đây không phải là đảng viên cộng sản. Đó là lời của Utterfeld viết trong bản phân tích tài liệu Lầu Năm Góc. Tác giả còn thêm: chương trình công dân vụ đã thất bại bởi vì Tổng thống Diệm hầu như chỉ phát toàn những người di cư miền Bắc hay là công giáo đến các làng đó. Nông dân cho rằng những thứ đó không phải là người của họ. Pentagon
ba bờ trang 82. B. Bản văn dưới đây trong sách Việt Nam Vigo như sau: từ năm 1955 đến năm 1960 có ít nhất là 24.000 người bị thương, 80.000 người bị hành hình hay bị giết hại, 275.000 người bị bắt điều tra và giam giữ, và 500.000 người bị đưa đi các trại giam giữ tập trung. C. Bản văn trong sách Đảng Cần Lao, ngồi tại Dinh Độc Lập, Ngô Đình Diệm có ngờ đâu em mình đã nhân danh Đảng Cần Lao, nhân vị mà nhúng tay vào máu một cách khủng khiếp đến thế. Số người mà tại Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Khánh Hòa đã bị cán bộ Cần Lao giết vì bị vu cho là cộng sản, phá hoại chế độ đã được kiểm kê vào các năm 1964-1965 và 300.000 người. Xét xử cũng cho biết rằng do cái bản chất hung dữ, tàn ngược, háo thắng, háo chiến, háo sát, khát máu của giáo triều Vatican cũng như của giới tu sĩ áo đen và con tập thể con chiên cuồng đạo, cho nên ở nơi nào mà quyền lực của giáo hội La Mã hay Kitô giáo vươn tới là ở đó xảy ra những cuộc tắm máu tàn sát những người dân lương hay phi Kitô một cách cực kỳ dã man. Những di sản văn hóa và công trình kiến trúc như đền đài, miếu đình, chùa chiền và những nơi thờ tự thiêng liêng của các dân tộc không phải là Kitô đều bị thiêu hủy. Quý vị sẽ thấy những điều đó đã xảy ra ở những nơi sau đây. Độc giả có thể tìm chứng minh trong các thư viện ở các nước Âu Mỹ hay nhiều quốc gia khác. Một số lớn các tài liệu này cũng đã được phổ biến ở trên mạng. A nhỏ, các vùng Trung Đông trong thời thập tự chiến 1096-1293. Ở nước Anh dưới thời nữ bầu chúa Bloody Mary trong những năm 1553-1558. C. Ở Pháp trong thời nhiếp chính 1562-1598 của nữ bầu chúa Catherine de Médicis, với vụ tắm máu vô cùng khủng khiếp tiến hành trong nhiều vào cuối tháng 8 năm 1572 mà sách sử ghi nhận là ngày tàn sát ở Bartholomew trong năm 1572. D. Ở Ái Nhĩ Lan trong vụ tắm máu cực kỳ mang rợ tiến hành vào năm 1641. E. Ở Phi Châu từ giữa thế kỷ 15. G. Ở châu Mỹ Latin và ở Phi Luật Tân từ đầu thế kỷ 16. H. Ở Croatia trong những năm 1941-1945. Và Y. Sách những hoạt động của bọn phản động đội lốt Thiên Chúa Giáo trong thời kỳ kháng chiến năm 1945 đến năm 1954, Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học năm 1968, của hai tác giả Quang Toàn và Nguyễn Hoài, nói rõ những toán lính đạo trong những làng đạo thường xuyên bị bọn lính đạo dưới quyền chỉ huy của bọn chăn chiên tiến vào tàn sát lương dân, hãm hiếp đàn bà con gái, đốt phá nhà cửa, thiêu hủy các miếu, đình, đền, chùa và các nơi thờ tự khác. Sách này cũng nêu rõ một số làng đạo, trong như làng đạo này là Hay Giáo Khu Như, làng đạo Quỳnh Lan, Quỳnh Côi, Thái Bình do Quả Đen An Va V chỉ huy, phát diệm do hai tên Quả Đen Lê Hữu Từ và Hoàng Quỳnh cầm đầu, Phúc Nhạc, huyện Yên Khánh, Ninh Bình do tên con chiên Hoàng Long chỉ huy, Quần Phương, Nam Định do tên Quả Đen Vũ Đức Khâm chỉ huy, Ngưỡng Nhân, Giao Thủy, Nam Định do tên Quả Đen Lương Huy Hân chỉ huy, Phương Xá, Đông Quang, Thái Bình do tên Quả Đen Mai Đức Tín chỉ huy, Cao Mại, Kiến Sương, Thái Bình dưới quyền chỉ huy của tên Quả Đen Vũ Đức Luật, Thân Thượng, Kiến Sương, Thái Bình do tên Quả Đen Nguyễn Quang Ân chỉ huy, Hưng Yên, Nghệ An do hai con chiên Phạm Tuyên và Bùi Quỳnh chỉ huy. Thực ra còn có mấy chục làng đạo khác cũng được liên minh giặc Pháp, Vatican vũ trang và những toán lính đạo của các làng đạo này
cũng thường xuyên tiến vào các làng lương kế cận, hoành hành tác oai tác quái, gieo tai giáng họa cho người dân trong các làng này. Trong những làng đạo này có xóm đạo Trại Táo trong xã Tô Công, huyện Phụ Dực, Thái Bình, quê tôi, và làng đạo Ninh Cù, huyện Thùy Anh, Thái Bình, ở gần quê tôi. Căn cứ vào những sự kiện được nêu lên trên đây, chúng ta có thể suy ra để kết luận rằng A nhỏ, con số nạn nhân bị các đạo quân thập tự trong các làng đạo được giặc vũ trang ở Bắc Bộ trong những năm 1949 năm 1954. B nhỏ, con số nạn nhân ở miền Nam Việt Nam bị sát hại bởi chế độ đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa và bọn kiêu dân Công giáo thời Ngô Đình Diệm. Đăng trên sách hiếm lịch sử Trần Lam. A8, con số nạn nhân bị giáo hội La Mã sát hại ở Rwanda, Phi Châu vào năm 1994, chỉ trong vòng 100 ngày trong năm 1994. Trong mấy tháng giữa năm 1994, chính quyền đạo Phiệt Cato của giám mục Augustin Mamisago tại Rwanda đã sát hại tới hơn 800.000 người. Những lương dân thuộc các tôn giáo khác. Dưới đây là một số tài liệu nói về thảm trạng này. Trước hết, bản tin phổ biến vào ngày 5 tháng 11 năm 2000 trên mạng sách hiếm không trên HTTP vietnamdaily.com loan truyền như sau. Tin quốc tế, giám mục Thiên Chúa Giáo có thể bị tử hình tại Rwanda, Kigali, Rwanda. Một công tố viên nói hôm thứ ba, hôm thứ tư là ông đã yêu cầu lên án tử hình một giám mục Thiên Chúa Giáo La Mã về tội diệt chủng trong năm 1994, liên hệ tới các vụ tàn sát ít nhất nửa triệu người, gồm cả nhiều người bị chém tại các nhà thờ nơi họ chạy vào lánh nạn. Giám mục mà Augustin Misago, 56 tuổi, là chức sắc đầu tiên của giáo hội, bị truy tố về tội diệt chủng liên hệ tới các cuộc tàn sát sắc dân thiểu số Tutsi trong 90 ngày. Giám mục kêu vô tội về tội cáo buộc diệt chủng và các tội chống nhân loại. Trong vụ xử gây căng thẳng quan hệ giữa Rwanda và Tòa Thánh Vatican, giám mục Misago bị cáo buộc đã đẩy 3 linh mục và trên 10 học sinh tới chỗ chết vì không cho họ tá túc trong giáo xứ của giám mục. Kết từ phần cuộc buộc tội hôm thứ ba, công tố viên Ewart Kajihura cũng yêu cầu giám mục Misago và chính phủ bồi thường 93.750 Mỹ Kim cho các gia đình nạn nhân. Các cuộc tàn sát bắt đầu hồi tháng 4 năm 1994. Khi ấy giám mục mà Misago là chức sắc cao cấp nhất của giáo hội ở giáo xứ Rikongoro, nơi hàng chục ngàn người bị giết. Giám mục Misago là chức sắc cao cấp nhất của giáo hội Thiên Chúa Giáo trong số trên 20 linh mục và nữ tu bị truy tố về tội diệt chủng. Hai linh mục đã bị kết án tử hình. Các cuộc tàn sát chấm dứt với chiến thắng của mặt trận Ái Quốc Rwanda, do sắc dân Tutsi lãnh đạo lật đổ chính phủ của sắc dân Hutu. Trên 125.000 can phạm diệt chủng bị tù tại Rwanda, trên 1.500 người đã được đưa ra tòa xét xử và 300 người bị án tử hình. Rwanda là một quốc gia tí hon, diện tích vỏn vẹn chỉ có 26.338 cây số vuông và dân số là 8.196.000 vào năm 1995, trong đó có 65% theo đạo Kitô La Mã. Vốn là hai vùng đất Rwanda và Burundi, cùng bị Đức chiếm làm thuộc địa từ thập niên 1890, tức là quốc gia bị bại trận trong trận đệ nhất thế chiến năm 1919, Hội quốc
Hội Quốc Liên cho hợp nhất hai vùng đất này thành xứ Vranda và giao cho nước Bỉ theo đạo Kitô La Mã quản trị. Vì thế mà tín đồ Kitô La Mã lên tới hơn 65%. Không biết liên minh đế quốc Bỉ Vatican có dùng bạo lực của chính quyền để cưỡng bách nhân dân dưới quyền ở đây phải theo đạo Kitô hay không, mà chỉ trong vòng hơn một nửa thế kỷ mà có tới 65% của tổng số nhân dân quốc gia này trở thành con chiên Kitô. Chúng tôi xin nhường lời giải đáp cho thắc mắc này các bậc thức giả không phải là con chiên cuồng đạo. Về con số nạn nhân Tutsi bị chính quyền đạo Việt Gia Tô tàn sát trên đây, ký giả Joe Lauria của tờ The Boston Globe ghi nhận là 800.000 người. Bài báo của ký giả này với tựa đề là UN năm 1994 được tờ The New Tribune Tacoma số ra ngày thứ Sáu 17 tháng 12 năm 1999 đăng lại như sau: New York vì Liên Hiệp Quốc đã không quan tâm đến những lời cảnh báo, cảnh cáo nhắc đi nhắc lại về nạn tàn sát người tập thể diễn ra ở Rwanda vào năm 1994 khiến cho 800.000 người Tutsi và Hutu ôn hòa bị sát hại trong vòng chưa đầy 100 ngày. Đây là bản báo cáo của một ủy ban độc lập vào ngày thứ Năm vừa qua. Bản báo cáo nói rằng cộng đồng thế giới đã không ngăn chặn thảm trạng diệt chủng này và cũng không ngăn chặn cái nạn này ngay từ khi nó bắt đầu xảy ra. Sự việc này bắt nguồn từ sự thiếu tài nguyên và thiếu ý chí chính trị cả trước và sau khi thiểu số người Hutu tiến hành việc tàn sát người Tutsi khởi đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 1994. Các chuyên viên điều tra nói rằng ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, người cầm đầu lực lượng duy trì hòa bình Hoa Kỳ và Bỉ, tất cả đều phải chịu trách nhiệm về việc không chặn đứng thảm trạng giết người diệt chủng này. Bản báo cáo cho rằng Hoa Kỳ đã đặt vấn đề tốn phí cho lực lượng duy trì hòa bình lên trên việc cứu sống sinh mạng con người và tố cáo Bỉ đã triệt thoái quân đội quá mau, bỏ rơi 2.000 người ở trường kỹ thuật và để mặc cho nhiều người bị sát hại. Bản báo cáo ghi nhận lần thứ hai trong vòng 2 tháng rằng Liên Hiệp Quốc nhìn nhận đã thất bại, không thể chặn đứng được thảm trạng tàn sát tập thể này mà đáng lý ra có thể ngăn chặn được. Trong một bản báo cáo của nội bộ vào tháng 10, Liên Hiệp Quốc đã nhận trách nhiệm về thảm trạng tàn sát hàng ngàn tín đồ Hồi giáo người Bosnia trong năm 1995 ở Serbia thuộc xứ Bosnia. Trong lời tuyên bố hôm thứ Năm vừa qua, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Annan nói rằng cả hai bản báo cáo, một của riêng tôi và một của Ủy ban độc lập điều tra ở Rwanda, phản ánh sâu xa sự quyết tâm trình bày sự thật về những thảm trạng này. Ông đã yêu cầu cho điều tra vụ thảm sát ở Rwanda vào tháng 3. Ban điều tra bắt đầu làm việc vào tháng 6. Ủy ban này do Thủ tướng Ingvar Carlsson của nước Thụy Điển làm trưởng ban. Bản báo cáo dày 58 trang nói rằng lệnh của Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc ban hành cho lực lượng duy trì hòa bình ở Rwanda không đầy đủ và những điều ghi trong đó không được rõ ràng. Bản báo cáo cũng nói rằng các viên chức Liên Hiệp Quốc, kể cả ông Tổng Thư ký Annan, đã không hành động gì sau khi nhận được bằng chứng rõ ràng về vụ diệt chủng có kế hoạch rất là chu đáo. Và ông cựu trưởng đoàn Liên Hiệp Quốc Boutros Ghali đã không thông báo cho Hội đồng An ninh biết về tin tức này. Trong lời tuyên bố vào hôm thứ Năm, ông Tổng Thư ký Annan thú nhận rằng Liên Hiệp Quốc đã khoanh tay đứng nhìn trong khi thảm trạng diệt chủng dưới một hình thức thuần túy là tội ác ghê gớm nhất xảy ra. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hối hận sâu xa vì rằng chúng tôi đã không làm gì hơn để ngăn chặn tội ác này. Khi xảy ra tội ác này, có quân đội Liên Hiệp Quốc ở đó, nhưng đại quân này lại không nhận lệnh
và cũng không được trang bị những thứ cần thiết để thi hành nhiệm vụ ngăn chặn những hành động tội ác diệt chủng này. Nhân danh Liên Hiệp Quốc, tôi nhìn nhận sự thất bại này và xin bày tỏ lòng hối tiếc và ân hận sâu xa của tôi về thảm trạng này. Nhìn vào những thủ đoạn lừa bịp mê hoặc tín đồ và người đời, nhìn vào thủ đoạn bóc lột tín đồ và nhân dân dưới quyền, nhìn vào khối tài sản khổng lồ của giáo hội La Mã đã được trình bày trong tiết mục A, nguyên nhân đưa đến chính sách cưỡng bách tu sĩ phải sống độc thân, chương 15 phần 1. Nhìn vào con số nạn nhân bị sát hại trên đây, trải dài từ năm 235 cho đến năm 1994, ở những nơi nào có quyền lực của giáo triều Vatican vươn tới, chúng ta có thể khẳng định rằng giáo hội La Mã quả thật là một tổ chức chiếm kỷ lục trong lịch sử nhân loại về thành tích thỉnh gạt, lừa bịp, ăn cướp, giết người, hãm hiếp trẻ em, vị thành niên, nữ tu và nữ tín đồ vượt cả không gian và thời gian. Đó là hết chương thứ 10. Xin hẹn clip sau. Thì cái bọn nhà thờ, cái bọn Thiên Chúa giáo này nó kinh tởm lắm. Có một thời gian là chính quyền Việt Nam mình đấy, các tu sĩ Phật giáo mà đi làm giấy tờ hay là có một cái xin phép gì làm cái gì đó, cực kỳ là khó khăn, không bao giờ giải quyết, nghi ngờ. Tại vì nó chuyên bên đạo Công giáo nó tuyên truyền là lật đổ cộng sản, lật đổ này nọ rồi đó, cho nên thành ra chính quyền cũng mù tịt luôn. Chính quyền chứ nhiều khi là nhiều ông là cũng không có hiểu, không biết gì hết, không biết nguyên nhân từ đâu. Cho nên là cứ hễ tôn giáo nào, Phật giáo hay là Cao Đài hay Hòa Hảo hay là tên nào mà muốn làm cái gì xin giấy tờ hay là cái gì đó đều là khó khăn hết, đều là không có giải quyết. Cứ ở xã thì chỉ lên huyện, rồi lên huyện thì nói với phải về cấp xã, rồi cấp xã thì chỉ lên huyện, cái huyện thì chỉ lên tỉnh. Cứ thế mà nó làm vòng vòng chạy hoài không có được. Làm giấy tờ ký cái giấy khai sanh cũng không được, rồi ký cái giấy dụ như là những người mà tu sĩ thì ký giấy xuất gia cũng không được. Cũng khó khăn. Khó khăn là khó khăn từ cái chỗ mà cái tuyên truyền của cái bọn đạo Thiên Chúa này. Mà trong khi nhà thờ thì nó xây ầm ầm. Đấy, nhà thờ thì nó xây ầm ầm, xây từ xưa đến giờ luôn chứ đâu phải nó mới xây đây đâu. Nó xây ầm ầm lên. Rồi từ thế nào là nó cũng đổ lỗi, ví dụ như nó nói là nó tuyên truyền, nó nói là Phật giáo là gây hấn đồ, đánh đổ lật đổ cộng sản gì đó. Cho nên thành thứ ra là những người tu sĩ trong mắt của chính quyền á, là giống như là có ác cảm. Có ác cảm. Nhưng mà nó thực ngược lại, khi mà đọc lịch sử xong rồi á, mình đã biết cái tà đạo này ghê gớm. Mà không biết ngày nay chính quyền nào có biết được cái sự việc này không. Như hồi đó mình có đi học á, có nhà sứ học Nguyễn Khắc Thuần. Nhà sứ học Nguyễn Khắc Thuần là ổng chuyên về nói vấn đề lịch sử Việt Nam. Mà mình học á mấy năm trời chưa bao giờ nghe ổng nói rằng là cái tà đạo Thiên Chúa giáo này nó gây nguy hại như thế nào đối với Việt Nam. Mà ổng còn nói ngược lại, nếu như ai đó mà nói về tôn giáo thì ngu vô cùng. Ông phán một câu xanh rờn như thế thì đủ biết rằng là ổng, chính ổng nhà sử học mà viết sử không chính xác. Sao hôm nay nếu mà giáo sư nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần các lỡ mà các nghe thì ông cũng nên là phải viết sử cho trung thực, chính xác. Cái nào nó sai thì nói sai, cái nào nó đúng thì nói đúng. Viết sử mới gọi là nhà sử học. Còn nhà sử học mà viết mà lách ra những cái tà đạo quấy phá ở tại Việt Nam như thế này thì mà lách ra thì ông là chẳng qua là dạng là lật sử chứ không phải là lịch sử nha. Nên nhớ những điều như thế. Hẹn như quý vị vào clip sau. Vì khi hôm nay mà đọc những thứ này thì mình mới biết rằng là cái bọn tà đạo Công giáo này nó tuyên truyền như thế nào. Có một thời rất là khó khăn nha, để ý lắm, chính quyền là giám sát từng nhà đó, nhất là những nhà Phật giáo đó. Làm cái gì tổ chức một cái lễ gì rất là khó, không đơn giản đâu, chính quyền kìm kẹp rất là khó. Vì sau này là xin phép đơn trương, xin phép rồi cũng không dễ gì giải quyết đâu. Bây giờ ví dụ như tôi xây cái chùa, muốn xây cái chùa, tôi làm đơn xin xây cái chùa,
Thì bây giờ đất trống, một bãi đất trống mà xây cái chùa, mình đăng ký mình xin phép xây chùa, chính quyền sẽ nói rằng là ông chưa có gì làm sao mà xin. Đấy. Nhưng mà khi xây dựng lên có cơ ngơi rồi, có chỗ, có đồ này nọ, thờ tự rồi á, mà xin phép á, mà lập cái thành lập cái chùa á, thì họ nói rằng là trong quá trình ông xây ông không xin phép, thì sao mà tôi dám, giờ tôi dám công nhận cho được. Bây giờ tôi hỏi đơn giản một câu thôi, bây giờ ông đặt tên đứa con của ông trước hay là ông đẻ con ra rồi ông mới đặt? Có ai á mà đặt tên con trước rồi mới đẻ ra không? Đó là một chuyện. Còn nguyên một cái miếng đất trống thì tôi làm theo y như luật pháp, thì tôi còn nguyên một miếng đất trống là 3 sào, 5 sào, 7 sào gì đó, tôi đã viết giấy phép, tôi xin phép để mà làm đất tôn giáo và xin phép xây chùa. Mấy ông lại nói là không có gì, không có gì gì để mà xin, không có gì mà không có một cái cơ ngơi gì, lấy cái cơ sở nào mà để chứng nhận ông xin phép cho ông xây chùa, cũng không cho. Cho nên là vô trong cái thế là xin cũng không được mà làm liều cũng không xong. Đấy. Cho nên mấy ông cái luật pháp nó còn rất rất là kẻ hở, mà gọi là thế bí, làm thế bí cho người dân. Cộng thêm á, cái sự học chính trị bị nhồi sọ bởi vì cái tà đạo này. Cho nên mấy ông cái ba rem nó từ mấy chục năm về trước á, ngày hôm nay cũng vậy, đến ngày hôm nay cũng vậy, luôn luôn lúc nào cũng bị căng thẳng, cũng bị khó hết. Trong thời gian chính bản thân mình đã chứng nghiệm được những đề đó, nay tôi mới nói đó, chứ không phải đơn giản mà tôi nói đâu. Rất bực bình trong cái những cái thế hệ mà những cái thế hệ trước, những cái lúc mà những thập niên mà 90, 96, 97, 98, 2000, nó thấy mỗi lần công an hay chính quyền mà thấy thầy chùa là giống như là thấy một cái tội phạm vậy đó. Mà không biết có chẳng bao giờ làm gì đó. Tôi chưa thấy lịch sử nào mà ông nào á, mà ông thầy chùa nào có tập đoàn mà tổ chức với chính trị lật đổ cộng sản, chưa bao giờ có. Chỉ có cái một hai ông á, là ví dụ ngài Huyền Quang nè, rồi Quán Độ, rồi ngài Trí Thủ, rồi mấy ông đó là thế hệ trước, mà chưa có một cái tập thể tập đoàn nào hết mà lật đổ cộng sản hết. Nhưng mà chính cái đạo Thiên Chúa này nó đánh đổ cộng sản, bắt nó giết biết bao nhiêu người cộng sản, mà tại sao mấy ông không hiểu, mấy ông không biết? Tôi rất là nóng vấn đề này, bởi vì con người mà thiếu cái kiến thức và thiếu học được cái lịch sử này thì mãi mãi sẽ là tay sai của cái bọn tay sai. Nước mất nhà tan cũng vì chỗ mà thiếu hiểu biết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Để hẹn clip sau.